Xin chào tất Cái gì cả đó? bà con trên kênh Vân Lung TV. Hôm nay chúng tôi quay lại cái vườn gừng của anh Phương. Đây, vườn gừng này đã trồng được 4 tháng. Đây, quý vị thấy chưa? Cái clip trước chúng tôi đã cùng Vân Lung TV cũng là tới vừa là quay và làm clip và tư vấn kỹ thuật. Thêm 1 tháng sau thì chúng tôi quay lại. Để quý vị các bạn nhìn thấy cái vườn gừng rất đẹp. Đây chủ vườn. À chào chủ vườn. À, chào anh Phương nhá. Kênh Văn Lùng TV. Này ra đây là vườn của tôi. Đây là cái vườn tôi làm riêng. Đây là được 7 sao. Thế là cái vườn này là từ cách đây 1 tháng trước chúng tôi là quay lại, bây giờ là làm clip vừa quay lại là thấy vườn gừng rất rực rỡ không? À đấy, thế là tôi đã vào phun phân lại được một lượt. À thế là cái vườn phân này là cái vườn này là anh phun là phun lần trước là anh phun một lượt là anh phun những cái loại gì anh có thể là cho bà con biết được không? Đầu trâu. Đây 16, 16, 8. Đây, còn đợt 6 và với xúc bay lên. À đây, trong cái diện tích vậy thì trong một trên diện tích vậy anh bón là lưu lượng khoảng bao nhiêu? À, nếu mà tôi đây là 7 sao đây thì tôi tính là lân thì tôi bón là 7 tạ. Trên 7 cứ một sao tôi bón là 1 tạ. Lân. Còn NPK thì tôi bón chỗ đây là 7 sao thì tôi bón là được 3 tạ rưỡi. 3 tạ rưỡi NPK. À. Đây vườn gừng rất là đẹp bà con nhé. Cái vườn gừng này là rất đẹp. Này không có tí bệnh nào luôn này. Tuyệt vời. Để tôi quay cho bà con xem. Vườn gừng đây thì tôi làm muỗng đôi. À. Rồi anh dẫn bà con đi cho chúng tôi xem này, thăm quan cái không gian với cái vườn cho nó cụ thể với anh nhỉ. Tôi mới cái vườn này tôi cà phê thì nó cũng không đẹp, không ấy lắm thì tôi mới đảo đất rồi tôi trồng vụ này, vụ đầu tiên được cái đất trồng gừng đây. À. Cũng mới đảo cà ra thôi. Đây rất là đẹp bà con nhá. Đây một cái vườn gừng, đây là cái mô hình điển hình. Đây là cái Vân Lùn TV làm rất cũng rất nhiều vườn nhưng mà đây vườn cái vườn điển hình nhất là của anh em trong hội đây. Là đã làm ấy thì đã làm gừng thì anh em trong hội cũng phải lưu ý là chỗ anh Lùn TV đã bị bày kỹ thuật cho tôi, đã làm được cái đây là riêng tôi, đây là làm riêng một khu vực để anh Lùn TV để làm riêng một khu vực để trải nghiệm thuốc thang vào làm riêng một chỗ để làm cái mô hình để riêng cách biệt riêng ra để sâu bệnh rồi những cái gì nó không có để sau này làm một mô hình, có nghĩa là triển khai một cái mô hình riêng để sau này lấy cái điểm đúng không, lấy làm điểm à. Đấy, để sau này lấy cũng lấy giống từ đây luôn. À, rất là đẹp bà con nhá. Đây vườn gừng rất đẹp này. Đây có những cái khóm gừng đây đều nhá, rất đều nhá. Đây là chủ vườn có làm cái vườn đây, vườn gừng này là làm trồng đúng đôi. Đây trồng đúng đôi là trồng kiểu dít chắc. Anh Lùn TV chào tất cả bà con nhá. À, hôm nay là một cái vườn điểm của anh Phương. Thì cái này cái vườn này thì anh Lùn TV cùng chung tay vào với anh Phương thì chúng tôi làm cái vườn này là đủ 1 hecta. Thì để thứ nhất là bảo anh Phương thôi. Đây là vườn của anh Phương. Đây thì cái một cái quá trình anh làm là vườn này là theo anh đã trao đổi vườn này là cũng áp dụng là 4 tháng thôi. Mà mới vun lần thứ hai là xong được tầm 15 ngày. Ở khi 15 ngày mà cây gừng rất đẹp, nhưng mà con gừng là trong luống đôi. À cũng phải trong là lung chiếc như những cái bãi khác. Thì trong luống đôi này thì cây cách cây 40. Hàng cách hàng cũng 35 thôi. Vì đã chân chỗ nhé, chân chỗ đấy chéo là dít dắt đấy nhá. Đây là ba con nhá. Đây một cây gừng thì nó đẻ rất chi là nhiều. Mà làm cái luống lung chiếc này thì nó cũng có lời là mình chỉ đào ở đây. Đào ở ngoài mình đắp vào là được lời được một thế. Chứ không nếu mình làm luống chiếc á, mình mà làm luống chiếc á thì phải bới bên này vào. Thì làm như một luống khoai thì là mất cái thời gian này, mất cái nó đỡ, nó tiết kiệm được công. Và nếu lỡ làm cái giọt mùa mưa thì anh Phương anh cất cái ống giọt giọt thôi. À, thì mùa mưa thì riêng chỉ cái giọt giọt là đi một đường ở giữa là ok. Thì cái công thì đi ở giữa là tiết kiệm được, thứ nhất là tiết kiệm được cái đường ống. Đấy, là mình đi một hàng ở giữa để tiết kiệm được cái đường ống giọt giọt là lời được một đường này. À, khi mà gừng vừa anh Phương anh
chỉ anh Phương tôi có hướng dẫn anh Phương làm là gừng anh trồng là vun lần hai là được 15 ngày đúng anh Phương? Ngày này ngày này mùng hôm nay mùng mấy? Hôm nay mùng 7 à? Hôm nay mùng 10. Hôm nay mùng 10 thì đúng được 15 ngày là 10 hơn 17 ngày. Là được 17 ngày là gừng vun lần hai xong được 17 ngày mà như này gừng này hơn 4 tháng anh ba con nhá. Khi giờ đấy thì vào đấy thì tôi cũng hướng dẫn cho bà con trên mọi miền đất nước. Thì một cái thứ, một cái thuốc như nó gừng muốn to lá và xanh quả. Quả nó sau này cái hoa nó to đây, xanh lá, dày lá mà để nhiều thì dùng những cái này. Đây. Đây là quéo 68 nha. Đây là cái quéo 68 này. Kích phạt đột chui rất mạnh chứ phun cái này là cực kỳ đẹp. Đấy. Đây anh vừa rồi anh phun một hộp như này là hết bao nhiêu bình? Tôi một hộp này á là tôi phun 20 bình. À rồi ok. 20 bình anh phun cho 1 hecta. Ờ đây 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 là đây nha bà con nhá. Đây. Chuyên tưới gốc mà phun cũng được rất chi là tốt nhá. Cái này tôi đã thử điểm đến kể cả phun cho cái ớt mà kể cả cái dầu rất chi là bóng lá luôn. Rất chi là đẹp vì cái này là hề quéo. Quéo 68 này là rất chi là đậm đặc. Đây. Đây là đậm đặc này. Đây bà con nhớ nhá. Đấy. Rất chi là tốt này. Nói chung là cái quéo này thì bà con là hấp thu dinh dưỡng là dinh dưỡng trên lá là 15% luôn. Nếu mà hấp thu dinh dưỡng trên lá không. Đấy. Ra rỉ phân hóa mâm hóa là đồng loạt như tưới nhất cả con ra, ăn thu được cái ra rỉ. Đấy là cái quéo 68 này. Bà con nhìn kỹ mà ra thị trường mà mua. Một hộp này trên thị trường thì tôi bán như anh Phương mua là 200 đúng không? Đấy, tôi mua 200. À đấy, đó là cái sản phẩm này. Bà con nhé. Kích phạt rỉ đấm cho cực mạnh cái này hệ trường quéo rất chi là tốt. Anh cái bầy gừng này nhìn bà con đổi chữa bầy gừng này là biết là cái thuốc này nó như nào đó. Vì anh luôn TV làm này là để mang một cái kiến thức đến cho bà con chứ không phải là bán thuốc, nhưng nếu bà con cứ nhìn kỹ để mà mua chứng mới là để tối mới là làm một công ty nào, tối mới là một kỹ sư nào, nhưng đều là để giới thiệu cho bà con biết để người nào làm gừng thì học vào để mà nhìn cái này để mà mua để mà sử dụng trong một cái gừng rất chi tốt đó. Đến ba ngày sau anh phun lại cái này đâu? 3 ngày sau tôi lại phun loại hộp mới là mắt chín này, mắt 59 này, mắt 59 này. Đây cái này là giờ gừng nó đang xuống củ. Tháng thứ tư bắt đầu làm củ, nó bắt đầu đẻ nhánh, nó rất chi là làm để đắc ruột và lớn củ. Đây, cứng cây, dày lá. Lên cái màu lá rất chi là sáng nha. Đây. Đi lên cái màu lá rất chi là sáng này, cái này có cái công dụng của nó là kali tinh khiết. Cái này là công dụng kali tinh khiết. Kali đúng, kali tinh khiết đấy. Đấy, cho con mà bỏ phun nó vào là không chảy lá, tăng sức đề kháng, cứng cây, chống đồ ngã, tăng khả năng ra hoa, đầu trái. Đấy, là riêng cái này. Cái này anh cũng phun bao nhiêu? 20 bình. Nếu mà một hộp kia tôi phun, nếu hộp kia 20 bình, thì hộp này tôi cũng phun 20 bình. Đấy, thì nó, một hộp nó đều, trọng lượng của nó là... tôi lại chỉ cho 100 các bà con là 100 mà. Đấy, 1 ký, 1 ký. 1 ký. Ờ, đó. Đấy. Thì bà con dùng kia đây. Đây là 1 kg nha bà con, 1 kg. Thì 1 kg này bà con phun được 20 bình thì rất chi là rẻ tiền. Đây là phun 3 ngày, cách nhau 3 ngày. Thì cách nhau 3 ngày nhìn cái lá gừng trước là bữa hôm bà làm thì nó cũng được đẹp như này, như điều nó cũng phát triển được như này thì bầy gừng rất chi là tuyệt vời. Đó. Thì đây là một cái bồ để cho lá. Đây bà con anh Tân anh quay cho kỹ để cho bà con. Đây. Anh chụp để cho bà con người ta biết luôn để người ta ra thị trường người ta mua. Cái này quéo 68 nha. Cái này mạch 59 nha. Đấy. Cái này hề phân bón cao cấp. Đấy. Cái này mà bà con nếu mà có điều kiện để mà tưới qua rỉ thì nói chung là bụi gừng này. Bụi gừng này một bụi gừng như này mà bụi gừng nào mà yếu. Thì bà con dùng để mà tưới riêng là rất chi là tốt. Đấy, tưới qua rỉ rất chi là tốt tốt cho bà con nha. Đây nó kích thích cho rỉ mà đấm trôi là cực mạnh. Đấy, riêng là cái quéo 68 này. Còn cái mắc 59 mình bà con phun lên lá thôi, không được tưới. Đấy, còn cái quéo 68 này bà con tưới dưới rất chi là đẹp nha bà con nhá. Đấy. Cái quéo 68 này thì nó bổ sung cái vi lượng rất chi là tốt. Đấy. Đấy là trong đó là có BQ đây là mét CE đây là các cái hoạt chất của pentoethe. Đây là rất chi là tốt để là cái bà con chuyên dùng để tưới gốc. Đó. Thì bà con thấy cái một bầy gừng này thì anh Phương thấy không? Rất chi là đạt cái nhìn bầy gừng này là năng suất. Đây tôi cũng có một cái vấn đề tôi cũng hỏi, bãi gừng nó đẹp thì tất nhiên là nó bây giờ tôi mới thích
có một chớm cái bệnh đấy, tôi hỏi anh đấy, đợt trước hôm qua thì anh cũng ấy rồi đấy, anh cũng nói rồi đây giống như cái bệnh nó đến đen ở trên thân, nhưng mà đây nó tôi à tôi đây thấy, không thỉnh thoảng tôi đã thấy có rồi, cái bệnh đen thân đó thì yeah. cũng đây là cũng có cái bài này yeah. cũng rất chi là hiếm mà yeah. cũng thấy đây yeah. vì hôm qua bảy gừng khác thì yeah. bảy gừng đó thì nó bị bật trâu yeah. Bật trâu do cái đổm mưa nắng thất thường yeah. bộ đổm cực cao là cái nấm phototera nó đập vào cây, nó xâm nhập vào cây làm ảnh hưởng từ trên thân đến xuống cụ yeah. đấy là cái biện pháp đó thì clip tới tôi sẽ nói tiếp yeah. Còn giờ muốn làm cho bộ một bãi gừng mà xanh tốt tươi đẹp như này thì có là đấy là một bộ phun của lá nha ba con nhá yeah. Còn đây một bộ này là anh vừa rồi anh cùng bón một hecta lên mà yeah. Mấy gói như này như thế đây, đây là gói tăng trưởng đấy, gói tăng trưởng tôi một đây tôi dùng được 7.000 thì tôi dùng 4 gói giống đây. À 4 gói. Ở đây 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 nha bà con nếu mà cây gừng nào mà yếu thì mình phải bón trung với lượng và kẽm vào để cho nó phát triển rất là nhanh. Chứ không phải mình cứ bờ suốt ngay là mình bón lên NPK tăng trưởng là phun kích thích cho rễ nhiều quá nó không tốt cho cây đâu. Đó. Thì đây bà con nhung đây. Đây cái thành phần của nó đây là zin là kẽm là 160.000 ppm. Đấy cái kẽm này là hệ siêu kẽm, kẽm đậm đặc rất là tốt, mà cái kẽm này là của con có pháp. Đây là cái mua ba con lưu ý là mình mua thuộc đúng công ty, đúng hãng. Có thương hiệu thì mình mua, chứ không được mua quảng cáo trên TV hoặc là trên mạng xã hội bữa nay nó rất là nhiều thuộc. Mà mua thuộc nhiều với người ta quảng cáo thì đẹp mà làm thì dở. Đó là người ta quảng cáo ba con mình cũng có thần trọng là mình nắm bắt được cái nguồn gốc. Chứ còn mình phải là để quảng cáo để mình bán để lấy cái lợi nhuận. Như tôi đây làm thì tôi làm để hướng dẫn ba con thôi, chứ không phải là làm để lợi nhuận gì hết. Đấy tôi hướng dẫn cho ba con để mong mọi người đều làm là ai cũng vượt qua một cái sự khó khăn. Đấy thì cái công dụng của thành phần là thân măng dế là 3.6% này, nếu thân măng dế không. Còn cái này phù gia thì mình không biết được, như phù gia thì chỉ có là trong cái nhà máy người ta làm mới biết được, như cái này cực tốt. Riêng cái kẽm tinh thể của nó là 16.000 ppm. Đây là cái bộ siêu kẽm mà đã kẽm vào thì cái lá rất xanh là tươi tốt. Đây là rất là đẹp này. Nó hấp thụ là nhanh. Riêng cái ba con này, anh Tân anh quay cho ba con người ta kỳ để thứ nhất là để đây đây, bỏ xuống đây anh quay cho người ta biết đây để nhìn đó, nhìn cho người thấy rõ đây là cái bộ phần lá to đó. Đây cái dòng Gina này là dòng của con co của Pháp nha ba con nha. Đấy đây, đây ba con nên nhớ đấy nha. Đây công ty bồn Pháp Việt đây, thì đây là cái đây bà coi cho anh, có người nào mà trồng gừng thì muốn cái này là 1 hecta thì ba con bón cho tôi cứ tầm 5 kg là xanh, hơn 5 kg như này, đây một bì như này là 5 kg đấy. Thì đây là mình cũng đọc cái công dụng cho người ta biết luôn, chống xoắn lá này, chuột ngon này, kích thích sự phát triển của đỉnh sinh trưởng và chồi, khắc phục hiện tượng thiếu măng dê. Cái gừng là cái thiếu măng dê là đôi khi thiếu là cái măng dê là mỏng lá làm cho bành vàng lá, là đôi khi mình bón măng có măng dê thì mình thường thường là mình bón phân là NPK của thường thường là 9 hoặc 13 là có lưu hình, nhưng điều mình lúc đó mình không lấy tăng cường cái thiếu cái đất trong mình là có thiếu măng dê hoặc là cái độ pH thấp. Đấy chẳng hạn cái độ pH thấp cái đất của anh vừa rồi tôi đó là 5.5 là mới trung thích. Đây là cái đất này mà như đều là bón cái măng dê này vào rồi vô tôi là độ pH hạt rất là tăng nhanh. Cùng lúc đó thì tôi cũng phải bón là lần dolomic nữa, cũng phải bón vôi, nhưng đều là bón ngày nào vào đầu bón ngày nào vào cái độ pH tăng rất là nhanh, làm cho cây hấp thụ dinh dưỡng quá tốt. Đó là một cái bài gừng anh quay trực tiếp, anh quay từng cây từng tí cho người ta xem. Anh Tân anh quay kỹ cho ba con người ta biết. Đấy gừng này tháng thứ 4. Đây, tôi quay rất cụ thể cho bà con xem nha. Đây, rất cụ thể. Đây, nó có sách máy có trứng. Đây, tôi quay từ dưới lên trên là không có gì bẩn nữa này. Đây thì đến đây thì anh Lùn là giới thiệu này. Đấy, anh Lùn thì không phải là một cái kỹ sư nào, nhưng điều làm cái điều anh luôn đã làm cái bài gương này, nó áp dụng cái thành công này thì bà con phải cố gắng để tìm cái thuốc này để mà mình làm bón vào. Nhưng điều là cái này mình không được bón vào cái thời điểm nó quá sớm, vì cái này là mình vun lần 3 lần 2 xong thì nó sự vun lần 2 xong đứt rễ thì mình vun cái này để nó kích thích, đây kích thích là cái này phát triển ra rễ là bà con dùng cái này.
Đây là kỳ quế 68 này rất chi là tốt cho bà con nhé. Đấy, kỳ quế 68 này thì trên cái thị trường thì nó ở chắc là tôi đoán là cái địa lý nào nó có, trên mọi miền đất được là đâu nó có. Thì cái đấy rất chi là tốt cho cây gừng. Đây, bà con nhìn kỳ này này. Đó. Đây, kỳ quế 68. Đây. Cứ nếu 1 hectare thì bà con dùng cho 20 bình. À, hạ là 2 hộp đây. 2 hộp này. Phun bà con phun thằng kéo trước nha bà con nhé. Phun thằng kéo trước. Quéo 68 được nhé. Xong 3 ngày sau, tiếng mặt trời nắng thuần tiên thì bà con phun lại thằng mắc 59. Đây nha bà con nhé. Rất chi là tốt. Đó. Tôi thì cũng là giới thiệu bà con cho để cho mong cho thành công. Xong tiếp đến khi mà vun lần thứ 3, cái này là cho đang lúc đang vun đấy nhá. Vun lần thứ 2, quên, xin lỗi bà. Vun lần thứ 2 thì bà con phải bón thêm cái này, trộn thêm. Anh vừa rồi là anh trộn thêm cái này với NPK 16 16 86 đúng không? Đúng rồi. Cái đây là tôi trộn thêm cứ một tạ một tạ thì tôi trộn thêm 5 kg đây. Đấy. À một tạ là tôi trộn thêm 5 kg đúng không? Đấy thì một hectare thì dùng 5 tạ thì đó. Là 5 kg này. Đó. Và 5 tạ NPK. Thì làm gì làm thì bà con phải có thương hiệu nó như này. Thì chúc mọi người là cố gắng để học hỏi cái kinh nghiệm để có cái cuộc sống riêng tư, để làm cho một cái cây gừng như là thật tốt. Nếu một người nào ham muốn về cây gừng thì clip tiếp theo thì anh Luân TV sẽ giới thiệu thêm một số bệnh khác, vì là cây gừng nó kéo dài đến 8 tháng. Đấy, có khi phải 9 tháng mới bán được. Anh làm đầu tư tốt, chăm sóc tốt là phải 9 tháng. Thì cây gừng thì nếu mà anh làm đúng sản lượng thì như là ngoài anh làm là tầm 65 tấn trên hecta đúng anh Phương? Đúng rồi. Tôi gừng trồng gừng gừng cứ đúng như diện tích chúng đây thì tôi tính là nếu mà tôi ở đây gần 1 hectare thì tôi cứ tính tôi là từ đến 30 tấn trên 5 sào, mà nếu mà tôi đây thì khoảng gần 1 hectare 7 sào đất thì khoảng tầm tôi dự tính khoảng cỡ 35 tấn đến gần 40. Vậy rồi. Thì bầy gừng đấy thì bà con anh Tấn anh quay kỹ lại cho một bầy gừng, quay một cái quanh cho bà con người ta xem rồi anh luôn đi. Anh cứ quay cho tôi chào tạm biệt. Rồi xong anh tự phát biểu cho bà con nhé. Để tôi đi một phòng cho bà con nhìn thấy cho cụ thể là nó có sách mới có trứng này. Rất giờ đẹp bà con nha. Đấy, trời bắt đầu là cũng ngả về chiều. Đấy, bắt đầu ngả về chiều rồi. Nhưng một cái bãi gừng rất là đẹp, rất tuyệt vời luôn. Rất đẹp. Đấy, chủ nhà bây giờ cũng chuẩn bị là về rồi đây. Rất may là hôm nay chúng tôi là tới kịp thời thì mới gặp được chủ nhà, không thì chủ nhà cũng về mất tiêu. Rồi tất cả kính chào bà con nhé.